là Lý Xuất Sắc ạ. Hả? Lý Xuất Sắc? Dạ, dạ đúng rồi. Lạ nha. Dạ, thật ra cái tên này ban đầu á, ba đã cho là Lý Quang Sang. Xong cái bà nội thấy nhìn tướng xuất sắc quá, cái mới đổi lại tên thành Lý Xuất Sắc. Và xong cái lớn lên á, em thấy cái gì nó cũng xuất sắc hết. Mỗi tội là cô gái nên nó không được xuất sắc. Dạ, cho nên mới ế tới giờ luôn. Dạ. Xuất sắc. Dạ. Dạ, quê em ở từ dưới lên. Dạ, Cà Mau ạ. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Em làm nghề gì xuất sắc? Dạ, em... dạ, em nhân viên văn phòng ạ. Em làm nhân viên có xuất sắc không? Dạ, cũng xém xém xuất sắc đi. Mời dạ. Là gái. À, em tên là Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1992, em 27 tuổi. Hiện tại là em đang làm việc và công tác ở quận 4. Em làm nhân viên văn phòng. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình đi. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, dễ ăn, dễ ngủ, dễ nuôi. Em rất là ham học hỏi. Ở nhược điểm của em thì là khó tính, hơi đanh đá và nấu ăn cực kỳ dở tệ hại. Khó tính là khó tính sao nè? Đồ của em để ở đâu là em phải em về em phải tìm là em phải thấy. Còn nếu không là em cảm thấy bực mình lắm chị. Phát quạo liền đúng không? Dạ đúng rồi, em với lại em kỹ lắm. Đồ của em xài là nhiều người nói là người bán á, người ta rất là ghét mày. Tại vì đồ mày xài ít khi nào mà anh hư. Lỡ đồ em bỏ lung tung rồi anh dọn được không vậy? Anh dọn thoải mái, anh xuất sắc mà. Anh dọn rồi xong em về em không thấy chỗ đó rồi em quạo thôi. Quạo. Đơn giản thì em quạo thôi. Thảo, mà em nói em đánh đá là em đánh đá làm sao? Nhưng mà khi mà chị ngồi đây nói chuyện với em thì chị không thấy nét nào em đánh đá hết. Dạ lên tivi nó vậy chị. À lên tivi là vậy hả? Dạ phải nẹp nẹp lại bớt. Dạ không sao. Em cứ thoải mái đi em. Ừ, mà đánh đá là đánh đá làm sao? Là ví dụ như mà em gặp một người lần đầu tiên á thì em nói chuyện xéo sắc lắm. Là không, ví dụ em mà thấy không hợp với em là chặt phải không? Đúng rồi chị. Chặt liền đúng không? Là không có cơ hội mở miệng với em. Rồi, chắc bạn này được, bạn này xuất sắc rồi chị. Bạn này xuất sắc nên em bỏ qua đúng không? Anh không... thì anh có cái tính mà khi mà người ta càng ghét thì anh càng ghẹo. Nhây dữ lắm. Còn em, có những cái khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của em thì nó cũng là ưu điểm. Tại vì thường thì em hiền quá, hiền với thật thà. Với lại đi đây đi đó, ăn chơi đồ em hay nhường cho mọi người. Đâm ra họ cho em nhạt, nhạt lắm. Giống như hai người ngồi nói chuyện, khi mà gà trúng cái đà thì em cũng nói dữ lắm. Pha lịch sống cái em cũng ngồi nghe không mà. Dạ. Biết khai thác thì em xuất sắc. Dạ đúng. Còn nếu không khai thác thì em nhạt. Dạ. Bên này xéo sắc, đánh đá chặt mà em sao? Em thích gu trai mặn mặn hay nhạt nhạt với Thảo? Dạ, bạn trai của em chỉ cần hai điều thôi chị. Là phải mặn với ngon. Là phải mặn với ngon. Mặn thì là mặn ở cái tính cách đó chị. Là phải hài hước, nói chuyện chất chất xíu là em kết rồi. Còn mà còn ngon thì nhìn ngoại hình cũng ngon ngon chút. Trời à, tầm ngoại hình nhìn ngon ngon ha. Cao trên 1m7 chị, có da có thịt, mặt tròn tròn dễ thương. Có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em hả, mẫu hình của em cỡ Trấn Thành là được. Cỡ Trấn Thành là được. Em nhắm sao em? Dạ em cũng nhắm cỡ Hà Rí. Dạ em cũng nhắm cỡ Hà Rí. Hà Rí Quân. Dạ Hà Rí Quân. Thấy cũng hợp lắm. Đường tình duyên của em sao nè? Dạ thì trước giờ em chưa từng trải qua mối tình nào. Chủ yếu là yêu đơn phương không ạ. Em cũng vui tính mà dễ thương mà sao không? Dạ chắc lúc bình thường thì em nhây em ghẹo được. Nhưng mà lúc mà quan trọng nhất thì em lại người im gu à. Tội nghiệp nhỏ không? Em sao bé Thảo? Dạ, em 27 năm em cũng có sương sương một mối tình thôi. Mối tình của em hồi năm cấp 3 kéo dài được 2 năm. Tại cái tính của em là hay nói, em thẳng tính lắm, em hay nói liền ngay lúc đó. Mà bạn thì không có thích, con trai chị nó không có thích lèm bèm, lằng nhằng. Rồi xong cãi lộn. Từ đó tới bây giờ là em không có mối tình nào nữa luôn. Em có bao giờ thắc mắc là tại sao mình ế không? Dạ không, em tự biết luôn chị. Tại vì em khó lắm. Mời em đi ăn, em chịu liền vậy, tại ăn mà. Thì đi tới nơi á, bạn nam á, đầu tiên không kéo ghế cho em. Là em thấy mệt mệt rồi đó. Em thấy ghim một. Ghim. Đến lúc mà ngồi xuống, em tự ghế em ngồi xuống. Thì chén muỗng đũa rồi đó, đem ra.
quăng trước mặt mà không lao cho em á. Diêm. Bạn diêm lần hai. Rồi. Em rất là thích ăn chua. Mỗi lần ăn cái gì là em cũng phải có miếng chanh vô. Nên nếu em sẽ nhờ bạn nam bắt chanh cho em. Bắt chanh mà để xèo xuống một cái là không lượt hộp cho em á chị. Là rồi diêm đó. Lần ba. Dạ là xong rồi đó. Không bao giờ không, lại. Em về em cũng sẽ nói nhẹ nhẹ. Em viết tâm thư chị. Anh ơi, hôm nay em đi với anh thì em cũng thấy vui lắm. Không có được anh kéo ghế, nhưng em tự kéo. Em cũng thấy hơi mỏi mỏi tay. Em nói nhưng mà em cũng xéo sắc xíu á chị. Rồi. Kiểu vậy á. Rồi sôi sôi vậy thôi chị. Để nói nhiều quá bạn kia sợ. Bữa nay đi ăn anh, em kéo cái ghế mỏi tay quá. Em ăn trúng cái hột chanh ha. Rồi lấy được không ai lấy đũa cho em. Rồi đứng lên còn bắt em trả tiền nữa. Dạ. Không, đừng làm vậy nha. Dạ. Em nghe bạn gái bên này nói bạn rất là kỹ tính và khó tính thì xuất sắc, em thấy xuất sắc không? Dạ em đã xuất sắc thì phải vượt qua hết chứ chị. À. Dạ. Thật ra những việc mà bạn gái chia sẻ đó, hẹn bạn thì em cũng hay làm. Ừ. Mấy việc đó thật ra nó cũng đơn giản. Em thích một mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người lý tưởng như hồi nãy em nói là chị Hà Rí. Dạ. Còn bình thường em không yêu cầu gì, chỉ cần người đó là chân thành, biết điều là được. Rồi rộng, có tấm lòng rộng lượng. Ví dụ như mà đi dọc đường hay là gặp chuyện này kia không dự ý á, về cũng đừng có kể em nghe. Dạ, em cũng không quan tâm lắm. Không, nhiều khi cái chuyện xã hội đôi khi cũng kể nghe để mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn chứ. Nếu mà cảm nhận của chị mặt nhìn nó mặt hiền lắm, hiền queo luôn á. Mà hồi xưa giờ có người yêu lẫn gái mà đúng không? Dạ có yêu, yêu gái chị. Có mà, yêu trai không? Dạ không yêu nhưng mà cũng có vài người thương con trai á. Em có chơi chung với thằng bạn cũng hay thân lắm. Xong rồi nó từ dưới quê nó lên thì nó qua ở chung với em. Một ngày thôi ngủ rồi nửa đêm tự nhiên em thấy nhột nhột, cái em giật mình dậy hỏi ủa sao vậy mày bệnh à? Nó lấy có đâu, tự nhiên tao đang nằm mơ vậy á. Nhột nhột ở đâu em? Nhột nhột ở đâu? Nhột ở má hoặc là nhột ở tay? Trời ơi, có đó của bảo bối hả chị? Dạ. Xong rồi nửa tiếng sau á, nhột nhột nữa. Cái em chị thấy nhột bình không chị? Chị nghe em nói nhột chị nhột quá. Xong rồi nửa tiếng sau lại nhột tiếp, mà lần này nó mạnh hơn. Xong rồi người em ngồi dậy á, nói mày khùng hả? Xong vậy là em chạy xuống dưới ngủ luôn. Đuổi nó về là một đi không trả lại, không chơi với nó. Xuất sắc. Còn nữa rồi sao? Dạ, nữa em về Sóc Trăng. Em đi đám cưới bà chị. Xong bà chị giới thiệu cho giám đốc á, uống cà phê xong rồi đi taxi về. Trong taxi ông cũng nói là cũng cái kiểu mà theo anh đi rồi anh nuôi đồ. Dạ, chu cấp cho tháng 9 triệu luôn. Dạ, lúc đó ông cũng xin số mà em chả biết từ chối hay sao nữa. Xong rồi về nhà gọi không bắt máy. Không bắt máy thì nhắn tin cũng chả trả lời luôn. Cạch mặt luôn. Mà trên xe có cái gì nhộn nhộn không? Cũng vừa dữ lắm mà lúc đó em có đề phòng rồi. Trải qua thằng bạn á. Có kinh nghiệm chị. Rồi xong vô đó lúc đó cất bảo bối vô à. Cất giấu kỹ lắm. Dễ thương quá à. Ủa mà vậy hình như sao? Nó có duyên với đàn ông chứ có duyên đàn bà. Mà men vậy sao con gái không thích mà toàn đàn ông thích là sao? Người ta bảo nhìn mày vậy mà sao ế tao không tin à. Với lại mấy bé mà em quen á không đồng ý. Thì không đồng ý thì chịu đi thì đi quen người khác cũng được. Đằng này quay lại anh câu ai mà quen anh người đó có phước lắm. Sao nói vậy, có phước sao em không quen anh mà em quen người khác? Sao không quen? Cái bé bảo nhìn anh không có cảm giác. Nhìn anh không có cảm giác. Mặn không em? Thấy mệt mệt rồi chị. Thấy mệt mệt chắc rồi. Vô nước biển quá. Chào anh gái, dễ thương. Nói chung anh này đúng là hiền. Em mới hỏi anh bên đó có biết nấu ăn không anh? Có biết nấu ăn không? Dạ không. Ở trời. Ba mẹ anh lên Sài Gòn trước 2 năm anh ở dưới anh học á, cũng tự nấu dữ lắm. Mà nấu xong có mình anh ăn được à. Có bạn bè nó qua, nó cắn miếng một xong nó no, nó nói nó no. Nó không ăn nữa. Em có yêu cầu về tóc tai, quần áo, cách ăn mặc gì không? Ăn mặc lịch sự là được rồi. Lịch sự là được rồi. Tóc tai thì gọn gàng. Gọn. Trắng hay đen? Dạ, trắng hay đen hả? Ngâm ngâm là được. Nó quá ngâm luôn. Dễ nhìn. Chắc ngâm muối dữ quá mặn. Bên này thì thoải mái, phóng khoáng, dễ thương, nhẹ nhàng. Anh thấy hai đứa cũng hỗ trợ cho nhau nhiều quá chứ.
Em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em với hai bạn. Con gái nữa hả? Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào tất cả mọi người trong khán đài. Em chào anh. Chào. Em thấy anh là một người khá là hiền. Em rất là ấn tượng với cái tên xuất sắc của anh. Dạ em ấn tượng cái câu chuyện mà bị quấy rối của anh. Cho em hỏi là ở nhà anh có hay làm việc nhà không ạ? Ở nhà có. Dạ tại vì chị em á là một người giỏi việc nước nhưng mà không có giỏi việc nhà. Tại vì ở nhà toàn bộ là em làm hết. Sợ anh này không có chịu nổi sức lầy của chị em. Bây giờ em đi với ai? Dạ em đi với ông anh với con nhỏ cháu, thằng em với bé bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư ạ. Chào chị ạ. Anh xuất sắc, anh rất là hiền, đặc biệt là anh rất là mặn, mặn hơn tên cái tên xuất sắc của anh nữa, nên chị rất yên tâm nha. Em thấy anh với chị rất là hợp nên mình cứ cho nhau cơ hội để dần tìm hiểu nhiều hơn nha. Rồi. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Lần đầu gặp em anh có cuốn sách muốn gửi em. Dạ cảm ơn. Sách gì đó, đọc cho bạn nghe đoạn coi. Anh đọc cho em nghe. Dạ. Đời tôi thu hẹp trong một thế giới không màu không sắc. Nhưng ngay từ hồi còn là một sinh viên, tôi đã vui vẻ tin chắc rằng những cơ quan trên cơ thể tôi không đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Thôi rồi tại sao? Vì nó không thuộc về phần tinh thần của tôi. Anh thấy đoạn đó hay chỗ nào anh? Cái bộ phận cơ thể nó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ mình biết mình là ai. Mình cảm nhận mình cần được cái việc gì mình cần. Mình làm những việc gì mà có ý nghĩa. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy em nói á, bộ phận trong cơ thể mình không quan trọng đúng không? Dạ. Vậy sao gặp người kia em cất bộ bối? Thì lỡ như bị cướp bất tiêu rồi em lấy cái gì mà giao phó với người thân. Xuất sắc, em thật sự xuất sắc. Anh khác với tưởng tượng của em. Thì ban đầu em tưởng tượng anh sao? Anh cao mét nhiêu? Mét 65. Em tưởng tượng anh mét 7 rồi. Thời đó anh cũng cao lắm. Cái đi học á, bị mấy đứa bạn quánh ghiếc nó lùng. Giờ em mà giờ cứ vợ về vợ quánh nữa chắc cũng còn mét rưỡi. Em có một vài câu hỏi muốn hỏi anh. Em hỏi. Em có rất là nhiều bạn thân là bạn nam. Thì em hay đi du lịch với mấy bạn đó. Thì anh có ngại không? Có. Anh ngại sao? Em thì anh tin. Nhưng mà bạn của em thì anh không có tin lắm. Khi mà quen em rồi á, anh cũng không có đi chung với bạn gái. Hai người thì không đi nhưng mà đi nhiều người thì anh sẽ đi. Em cũng đi chung nguyên một nhóm á. Nguyên nhóm mà có trai có gái thì bình thường không sao. Câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi anh là sao tự nhiên quên rồi. Thôi anh hỏi em đi. Anh thấy em dễ thương, giống như những gì mà anh đang tưởng tượng vậy á. Anh có ngại khi mà em không biết nấu ăn không? Cái đó có thể học được không? Cái gì mù đường với lại nấu ăn là em bị khuyết á. Vậy học thôi, để vậy. Về anh gắng học. Thật ra anh cũng biết nấu, việc cái nấu dở quá. Bỏ muối bỏ lần nguyên nửa hũ. Tại vì bị cao huyết áp chết. Anh chút xuống cái nó đi luôn nửa hũ chứ không phải là đi theo từng muỗng như người ta. Rồi giống như nấu canh chua đồ cũng nấu bình thường. Nấu xong ăn, em thích ăn chua đúng không? Dạ đúng rồi. Được, anh nấu canh chua cho mình. Việc anh thì có 2 ca. Có thể ca 1 làm xong rồi ở lại chơi chơi chiều. Em rảnh á thì hẹn em đi. Em thì em làm ở quận 4. Nhưng mà nhà em là ở Long An được. Em đi đi về về vậy. Đi hàng ngày luôn hả? Dạ đúng rồi, đi phượt. Ngày nào cũng phượt về vậy. Long An cũng chạy tới mà 2 tiếng gần mà. Mà quan trọng em có cho anh về nhà không á? Bấm nút hẹn hò thì em cho anh về nhà chứ. Anh không yêu cầu bạn gái gì hết. Anh chỉ cần cái sự chân thành. Anh thích em, ví dụ như em có cái gì mà không vừa ý ở anh á, thì em cứ góp ý thẳng. Chứ đừng có bắt anh đón mò. Anh đón không có ra. Yêu mà đủ một cái mức độ nào đó, em cảm nhận được là anh chân thành với em
thì em sẽ đồng ý. Bình thường ta nói nhìn vô anh là thấy cái sự chân thành này mà. Vậy là đồng ý liền á. Anh có gia trưởng không? Không, anh không có gia trưởng. Hoặc là thích con trai nhiều hơn con gái hay là sao? Thích gái lắm. Thích gái hơn. Anh nhỏ lớn chỉ có đúng hai thằng bạn thân à. Mà tiễn thằng đi rồi. Còn thằng tiễn kia đi đâu? Dạ hồi nãy chị bye bye là ý là một đi không trở lại chị. Chắc bạn kia thấy bạn này vậy chắc cũng không dám đâu. Em cảm thấy anh có giống như cái mẫu người mà em đang cần á, thì em cho anh cơ hội, anh hứa sẽ lo em suốt đời. Chạm vào trái tim, chạm vào trái tim. Dạ bình thường sở thích của em là đi du lịch, cái thứ hai là nghe nhạc, nghe nhiều nhưng mà ít hát. Hát dở nhưng mà cũng hát được. Hát đứng lên tỏ tình chinh phục nè. Ở bên này mình thương mình nhớ, ngó bên rào ai vẫn làm ngơ. Chim chuyền nhành ớt líu lo, người ơi tôi hát sáu câu đợi chờ. Dạ xong rồi. Rồi Thảo, em có muốn hát tặng cho xuất sắc không? Dạ, dạ có chị. Hát. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, ta đưa nhau qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ phút đầu. Nghe nhịp đập con tim lòng này thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Rồi. Dễ thương. Hết thời gian. Một cô gái bên kia rất là thông minh, có thể nghiêm khắc một chút xíu nữa, và mỗi người có thể bổ trợ cho nhau. Bây giờ để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại, kiểm tra lại cảm xúc con tim mình nha, và hãy trung thực với nó. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi. Em gái không bấm. Sao vậy? Thảo có thể cho một vài lý do. Cảm nhận đầu tiên của em nó rất là quan trọng. Khi mà em gặp, em có cảm thấy xao động nhẹ thì em mới quyết định trao tình cảm của mình. Chứ em không có bấm bừa được. Chúng tôi trân trọng với quyết định của bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm. Năm nay em 25 tuổi, em sinh ra lớn lên, học tập và làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm nhân viên lắp ráp nội thất ở công ty ô tô. Mời đàn gái. Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thơ, xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào bạn Duy. Em xin giới thiệu, em tên là Lê Kiều Dung. Em 24 tuổi chị. 24 tuổi. Quê em ở Thanh Hóa và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Nha Trang. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc hiện tại của em là kinh doanh online ạ. Rồi bây giờ mời nhà trai mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm thì mọi người nhận xét em là người vui vẻ. Em thật thà. Em thích chia sẻ và giúp đỡ tất cả mọi người. Em cũng là một người yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Với lại em là một người có thần kinh âm nhạc. Em cảm thấy là làm việc gì mà cũng có âm nhạc một chút thì mình sẽ tập trung hơn. Khuyết điểm là gì? Do là em thật thà cho nên khi mà em nói chuyện hơi có vẻ là hơi thẳng thắn, cho nên đôi khi người ta hiểu sai ý em hoặc là em làm người ta không vui lòng. Thầy, xin mời đàn gái. Dạ, về ưu điểm của em là... Cái này vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của em, đó là em nóng tính nhưng mà em thẳng tính. Có gì thì em sẽ nói đấy. Theo như bạn bè nhận xét thì em là một người vui vẻ hòa đồng. Còn về nhược điểm của em thì nếu mà mọi người khi mới nhìn thấy em ý, mọi người sẽ nghĩ em là một người rất là lạnh lùng. Nhưng mà khi đã tiếp xúc với em thì mọi người sẽ thấy em rất là vui vẻ và mọi người sẽ thích tính cách của em. Chị nhìn em, chị còn thấy em rất là dễ gần mà. Rồi ngoài ra còn có điều gì nữa không? Về ưu điểm của em là em thích nấu ăn chị ạ, thích tập võ. Em có học võ? Dạ có, em học võ cách đây hơn 1 năm rồi ạ. Em đang học võ môn phái nào? Em tập luyện môn Muay Thái kích fit. À, Muay Thái, rồi. Bây giờ mình nói về đường tình đi. Tình duyên có trắc trở gì không? Dạ không biết có trắc trở hay không mà 25 năm thì cũng chỉ có một mối tình nhỏ nhỏ thôi. Là bao nhiêu lâu? Em nghĩ khoảng 2 tuần à. Trời ơi. Mối tình sao nó gọn dữ vậy em? Dạ
Tại bởi vì khi mà em gặp bạn đó thì bạn đó nói thích em, thì hai đứa đến với nhau càng nhanh thì mình chia ra càng gặp nhau nói thích. Dạ. Rồi sau nói thích đó làm gì nữa? Thì bọn em cũng đi chơi ăn uống bình thường thôi, nhưng mà khi mà chia tay thì bạn nó cũng không nói gì với em, rồi cũng cắt liên lạc với em. Dạ, tình yêu có 2 tuần chia tay lạ thiệt đó. Chắc cũng chưa gọi là hẳn là tình yêu đâu anh. Có hôn nụ hôn đầu tiên chưa? Có hôn má mà giờ em cũng quên rồi. Vậy là cũng chưa có sâu gì ha. Dạ. Rồi còn Dung, em chia sẻ về tình duyên của mình nè. Là em đã trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình là năm nhất đại học của em, và một mối tình là cách đấy 2 năm sau ạ. Thì em đã chia tay người gần đây nhất cách đây 2 năm rồi. Lý do là tại vì bọn em yêu xa, không quan tâm được với nhau ấy. Cả tháng gặp nhau có một lần, tình cảm lạnh nhạt lần và chia tay. Yêu xa là khoảng cách xa là bao nhiêu? Bạn ấy ở làm việc ở Đồng Nai, em học ở Sài Gòn ạ. Trời ơi, xa quá hả? Không có điều kiện để gặp nhau ấy. Bây giờ nếu mà em với lại Duy mà có thể tiến tới thì cũng là một yêu xa. Hiện tại thì khoảng cách không phải là vấn đề của em. Lý do trước là tại vì em đi học, thứ nhất là không có điều kiện để di chuyển. Bạn ấy cũng làm việc không có ngày nghỉ ấy chị. Còn bây giờ thì em không bị phụ thuộc vào nơi làm việc. Công việc của em có thể di chuyển đến chỗ nào cũng được. Nên là em không ngại về khoảng cách. Rồi, vậy tốt rồi ha. Duy muốn tìm một cái tình yêu như thế nào? Dạ, em ấn tượng với những bạn gái mà có ngoại hình nhỏ nhỏ con một chút. Nhỏ con? Dạ. Có mái tóc dài. Còn nếu mà có tóc ngắn thì các tóc ngắn phải hợp với khuôn mặt. Với lại em thích một cô gái có làn da trắng, một người sống năng động, vui vẻ, một người có thể mà bỏ đi cái tôi của mình một chút. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng thì em nghĩ chắc là chị Khởi My á. Khởi My hả? Yeah. À, nhỏ nhỏ con. Yeah. Để anh qua anh coi đàn gái sao nha. Dạ. Em chào anh ạ. À, trời ơi, dễ thương. Rồi bây giờ em muốn người đàn ông của mình như thế nào? Em thích một bạn nam cao trên 1m7 á. Để em đi giày cao gót lên là vừa. Em ơi, anh mang dài mới cao trên 1m7 em ơi. Bạn nam không quá đen, không bị béo phì là được. Ngoại hình ưa nhìn. Dạ, yeah, anh chúc mừng em rồi. Nếu mà không khéo tập là cũng béo phì đó nha. Qua xem đi, đàn trai tôi cũng phì nhiêu lắm à. Tướng to khỏe bệnh. Chào chị Nam Thư. Chào em. Dạ, chị dễ thương quá. Trời ơi, cảm ơn cưng. Chị nói nghe nè, trước giờ chị chưa nghe thần kinh âm nhạc không? Em có thể nói về cái đó một cách kỹ hơn giùm chị được không? Dạ, thần kinh âm nhạc ở đây là em cảm thấy là em làm việc gì em cũng có nhạc thì em sẽ hơn. Giống như em đang rửa chén cũng cần nghe nhạc, em đang đo đồ gì em cũng cần nghe nhạc. Hay là tắm có cần nghe nhạc không? Dạ, tắm thì em tự làm ca sĩ. Dù em vừa tắm vừa hát nên sao? Em hát bài. À rồi, hết bài hát mới tắm xong hay là nửa bài? Dạ thường thì em hát một bài cũng chưa tắm hết, chắc phải 2 bài mới tắm xong anh. Rồi bây giờ em cứ hát 2 bài đi. Em xin hát điệp khúc của bài Bình Yên Nơi Đâu của anh Tùng Núi. Rồi. Dạ. Cầm kề bút và anh viết lên lời ca từ trong sâu thẳm lòng anh man. Anh sống với những kiếp nhạt nhòa mà chẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đổ vội hay lúc giận hơn nhau. Rồi làm động tác cánh. Đừng xa nơi anh, đừng buông tay anh, xin em, anh sẽ mãi đợi chờ. Mặt kệ cho cơn mưa nặng hạt xô tan đi giọt nước mắt vẫn vươn trên mi nghẹn ngào. Vì anh đã quá yêu em mất rồi, anh không thể sống nếu như thiếu vắng em. Cả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôi. Hay quá. Chúc mình một lần em tắm thì bao lâu? Này dạ chắc khoảng 2 bài hát cũng cỡ 7-8 phút chị. Không dám. Nó hát xong nó phiêu xong mới tắm. Đúng rồi. Tức là phải 1 tháng mới hết. Đó là nhạc buồn là mình tắm. Còn mà nhạc vui là sao? Vừa Cha cha cha. Em thường em nghe mấy nhạc trẻ, mà mấy nhạc trẻ thường nó buồn buồn không mà chị. Dạ. Từ nãy tới giờ em nghe bạn gái bên đây chia sẻ thì em có tưởng tượng ra bạn gái bên đây là một người như thế nào không? Dạ, về ngoại hình. Dạ ngoại hình em nghĩ là bạn là một người có ngoại hình khá là chuẩn. Mái tóc dài. Là một người có gu ăn mặc, chắc là bộ áo của bạn cũng khá là sặc sỡ với là đẹp. Và bạn em nghĩ là dưới 1m6. Em cao mét nhiêu bé? Em cao 1m58 á. Hợp lý, đúng.
Rồi. Với lại là một cô gái mạnh mẽ, sống độc lập. Em cũng là một người độc lập. Chính xác, bạn gái bên đây hết sức là mạnh mẽ. Bạn gái bên đây là biết võ. Em có quan ngại không? Dạ, em thấy em tròn tròn vậy làm bão cát cũng được chị. Ờ, được, hợp lý, hợp lý. Rồi, bây giờ mình giao lưu người thân ha. Hôm nay em đi tới đây với ai? Hôm nay em đến đây với mẹ, với dì, anh trai ạ. Dạ, xin chào người thân của gia đình gái mình. Dạ, dạ chào cô. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào Nam Thơ, xin chào các vị khán giả. Em là Dương Thị Thuận, là dì của cháu Dung ạ. Cháu Dung thì cháu sống thì rất chi là mạnh mẽ, thích tự lập, không muốn dựa vào ai. Hai cháu tính cách rất là hợp. Hai cháu thì trồng cơ hội bấm chuông. Bấm chuông hả? Bên kia là mẹ hả? Dạ, đây là mẹ ạ. Rồi cho mẹ của Dung nói vài câu đi. Cô thấy con rể tương lai này hợp với gia đình mình không? Như cháu đây thì hợp, nhưng mà có khi là Dung bị bắt nạt rồi đấy. Vì Dung học võ mà. À, nói gì với cô vài tiếng đi. Dạ cô, cái việc học võ thì con cũng không sợ lắm. Tại con chịu đòn cũng giỏi lắm. Rồi, cảm ơn gia đình đàn gái nha. Duy đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với cô ruột của em. Người em gái họ với lại em trai ruột. Rồi, xin mời ý kiến của cô. Chào Quyền Linh và cô Nam Thư. Dạ. Và các mọi người trong khán phòng hôm nay. Tôi là Ngọc Ánh, cô của Quang Duy. Thì Quang Duy từ nhỏ đến lớn rất là ngoan, rất là có hiếu. Công việc gì nặng nhọc đều giúp mẹ hết. Còn bạn gái bên này thì cô cũng thấy là dễ thương, cũng có cá tính giống như Duy. Thì cũng mong là hai đứa là tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm ơn cô. Trai. Bây giờ thì hai bên cũng đã nghe góp ý từ người thân rồi. Mình gặp mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Dạ. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi Duy. Dạ. Thì có một món quà tặng lớn lớn lên nha. Cảm ơn anh. Em cũng món quà tặng anh. Anh có thể mở tại đây được không? Anh xin phép mở nha. Dạ. Wow. Một quả ốc biển. Con ốc biển này nó giống như con người của em ấy, bên ngoài gai góc nhưng mà khi anh chịu khó dành thời gian cho nó, anh sẽ cảm nhận được nó rất là bình yên. Thật sự rất là sâu sắc. Cảm ơn em nhiều. Anh thấy em có giống như trong suy nghĩ của anh không? Đúng như là nhận xét em có gương mặt rất là đẹp, cái áo của em rất là đẹp. Anh cũng thích màu son của em nữa. Anh cảm ơn. Anh có chơi thể thao gì không anh? Anh thì lúc trước anh có đi bơi, nhưng mà dạo này công việc trong công ty thì anh làm từ 7 giờ sáng tới có khi tới 6 giờ thì tối mới về, thì anh cũng ít đi lắm. Em hay dậy từ lúc 5 giờ sáng để bơi đó. À, vậy là anh rất là khâm phục em. Không, tại vì em yêu sức khỏe của mình á. Có đúng sức rồi. Khỏe thì mình mới có thể làm được mọi thứ. Đúng rồi, chính xác. Em nghĩ nếu mà mình có cơ hội mình quen nhau rồi tiến tới hôn nhân rồi em vào đây làm dâu ba mẹ anh được không? Dạ, em không ngại việc làm dâu ạ. À, vậy thì tốt quá ha. Tại vì công việc của em không yêu cầu phải cố định một chỗ. Em có thể đi bất kỳ mọi nơi nào đều được ý. Nên là em chỉ cần có lý do thôi. Nếu có lý do phù hợp thì em sẽ sẵn sàng vào đây. Vậy nếu mà tìm hiểu là anh có được là lý do của em không? Nếu mình hợp nhau thì chắc chắn anh sẽ là lý do của em. Anh cũng mong là vậy. Anh thấy công việc của em là kinh doanh online ấy, thì anh có thấy ngại gì không? Thì công việc nào cũng là công việc thôi. Công việc chủ yếu cũng đem tới kinh tế cho mình thôi. Đừng có ảnh hưởng tới pháp luật là được rồi. Dạ. Anh có đề xuất này ha. Dạ. Thí dụ như em bán hàng online, Dung bán, Duy hát. Duy hát anh có thể giúp em live stream được. Đúng rồi, cái này hợp lý á. Thì đúng rồi. Cảm ơn anh. Tao thử giờ vừa bán vừa hát thử nghe coi. Thôi bây giờ để bên đó hát, còn bên này múa giỏ nữa. Đó. Tao thử coi nào. Mà em hát bài nhạc bồ về em múa giỏ em phải slow motion à? Kệ tao múa gì kệ người ta. Hai đứa đứng dậy đi, thử biểu diễn cho nó hợp nhau hay không? Từ bao lâu nay anh cứ mãi em cô đơn bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút sẽ trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. La nhiều lắm nha. Thấy chưa, dễ thương khủng khiếp. Ừ, dạ, đúng nè. Anh hát hay mà. Hát hay mà. Chắc mình sẽ giành được nút vàng đấy em. Dạ, em hy vọng thế. Thôi bây giờ nè, Duy hát rất là hay. Em có thể nắm tay cô ấy hát một bài nào đó thật là lãng mạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bấm nút. Nắm tay cô ấy và nói điều gì xong rồi hát luôn Duy nha. Nếu em nghĩ chúng mình ít hợp á, em cứ dành cho mình cơ hội đi. Dạ. Anh không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng mà anh hứa anh sẽ là người đàn ông tốt. Dạ, em hy vọng thế.
Nhìn em cánh bên anh ngủ ngoan, lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng. Thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu, nhắm mắt lại và mong sao em có thể hiểu. Từ lúc em bên cạnh anh thấy cuộc sống ngon hơn nhiều. Nhiều lần sân hận nhau đôi chúng ta từng phải nói chia tay mà, cớ sao em vẫn luôn là người thứ tha. Anh cảm ơn trời đã trao anh người con gái tuyệt vời. Chỉ muốn bên em và yêu em đến hết cuộc đời. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Hay quá. Rồi. Thôi bấm nút thôi, bấm nút thôi. Trở về vị trí nào. Trái tim của cùng chung nhịp đập hay không, quyết định hay không là do các bạn. Để tao về nút bấm và chuẩn bị. Sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Tại sao Dung lại không bấm hả Dung? Thực sự là em rất là thích giọng hát của anh. Em cảm nhận anh là một người rất là ấm áp. Nhưng mà em cảm nhận được như là anh như anh trai của em ấy. Anh cũng rất thích cái ý kiến của em, anh tôn trọng nó. Giống như có một câu nói cũng rất là hay là tùy duyên thì mới sống tự tại được. Đúng rồi. Dạ. Rất tiếc là hôm nay hai bạn có duyên mà không có phận với nhau. Dạ. Nhưng không sao, ở trên truyền hình sẽ có rất nhiều người sẽ dành nút bấm đó cho Duy, và cũng rất nhiều người dành nút bấm đó cho Dung. Dạ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Mình có thể làm bạn của nhau không? Được chứ. Dạ, em cảm ơn.